Chào các bạn tin nhanh 24/7. Vì sao Honda Winner CR10 rất giá thảm hại tại các đại lý? Thật hiếm khi chứng kiến mẫu xe con tay 150 phân khối đầu tiên của nhà Honda tại thị trường Việt Nam lại bán mức giá thấp hơn giá đề xuất như vậy. Tại các đại lý tại Sài Gòn, mức giá dao động từ khoảng 37,8 cho tới 38,6 triệu đồng một chiếc ở phiên bản thường và bản cao cấp là 39,2 triệu đồng một chiếc. Một số đại lý hit tại Tây Nam còn đưa ra mức giá là 37 triệu đồng một chiếc cho cả hai phiên bản của Winner CR10. Mức giá trên chưa bao gồm phí gây giấy tờ và làm biển số. Chưa dừng lại ở đó, người mua Winner CR10 từ đầu tháng 12/2016 cho đến ngày 27/1/2007 sẽ được tặng thêm một đồng hồ trị giá 4 triệu đồng. Như vậy, giá trị thật sự của mẫu con tay đến người tiêu dùng chỉ bỏ ra khoảng 33 triệu đồng. Đây được xem là mẫu xe rất giá thảm hại nhất của thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tháng 6/2016, chiếc Winner CR10 được phân phối tại thị trường Việt Nam mức giá niêm yết là 45,5 triệu đồng cho phiên bản thường và 46 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, khi tính tay các đại lý, giá bị đội lên từ 5 đến 7 triệu đồng. Có thể thấy sau khi nửa năm có mặt thị trường Việt Nam, Winner CR50 là mẫu xe được các đại lý chào bán mức giá thấp kỷ lục gần 12 triệu đồng so với mức giá đề xuất của hãng. Mặc dù có giá bán hời, tuy nhiên một số đại lý ở quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh đều ngao ngán với doanh số bán khoảng 8 chiếc một ngày và tăng thêm 2 chiếc so với bản trước thời điểm có chương trình khuyến mãi. Dạo một số đại lý hit tại quận 1 và Thủ Đức, lượng khách chỉ biết đến tin khuyến mãi đến xem rất nhiều, chỉ muốn xác thực thông tin và khá chần chừ chút giao dịch. Nhiều khách còn hỏi xe bị lỗi sao mà rớt giá thảm hại đến vậy. Một nhân viên hit tại trên đường Đinh Bộ Lĩnh cho hay chỉ còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên Đán, tuy nhiên Winner CR10 lại bán khá chậm nên mới có chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu người tiêu dùng mua sắm cuối năm. Mức giá niêm yết này tầm 38 triệu đồng cho phiên bản thường và quá hấp dẫn, không thể hấp dẫn hơn nữa. Honda Winner CR10 sử dụng động cơ xăng đơn DOHC phun xăng điện tử làm mát và dung dịch, có dung tích 149,1 cc, kết hợp hộp số 6 cấp. Động cơ tạo ra công suất đa 15,4 mã lực ở vòng tua 9.000 vòng phút, mô men sáng cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng phút. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.